Rồi, xin chào các bạn đã đến với kênh của thầy Phong Hai Nóc. Và hôm nay là mình sẽ quay tắt điện thoại mà ta kỳ vậy ta. Nó cũng kêu tút tút. Mình đã để chế độ im lặng mà nó kêu tút tút. Rồi. Ok, và hôm nay là mình sẽ hướng dẫn dạy hát hay ca khúc mà các bạn cũng hỏi nhiều, đó là ca khúc Thay Tôi Yêu Cô Ấy. Bài này hay, bài này rất hay. Giọng bạn ca sĩ Thanh Hưng cũng rất hay. Rất ổn, rất ok. Nóng quá ta, ngồi máy lạnh mà nóng quá ta. Rồi, bài này là Tông Si Thứ ha. Mình là thầy Phong Hay Nó, nếu các bạn chưa biết. Ok, để hát được cái bài này á, thì các bạn, nói chung là mình cũng khuyên các bạn luôn là bài này cái nốt nó sẽ lên tới là son thăng. Nó son thăng. Thì nó son thăng là nó, nếu mà bariton hát là bể tè le, bể tòe loe luôn ha. Còn tenor thì cái khoảng đó là cái khoảng là rất là yếu đuối. Vì vậy mà nó thật sự nó cũng khá cao đấy, chứ không phải là không cao đâu nha. Nó khá cao đấy. Nên các bạn cố gắng làm sao ngoài tập các kỹ thuật mix voice về chest voice thì các bạn tập thêm head voice nữa nha. Để cho cái khoảng vang của mình, phần sau óc với phần trên là phần óc, phần đầu của mình nó sọ đó. Nó rung 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 lên, nó tạo nên những cái nốt cao, head voice là tạo nên những nốt cao. Đó, để ý một chút xíu, cẩn thận là cứ kéo chest lên hoài thì giọng của chúng ta sẽ đuối. Và nếu mà thiếu head voice thì đó là một cái bất lợi cho giọng hát của mình luôn. Rồi. Rồi thử nha. Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người ở bên anh lúc này. Đó, cái chữ này hơi thấp nữa là so với tenor là thấp á. Lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất. Luyện thanh trước để đang tập mấy cái nốt điểm của điểm đang tập kỹ thuật khó nên là đuối, tập nãy giờ tập mấy tiếng hồ khàn cổ thôi, nhưng mà vẫn quay. Trách nhiệm của mình là phải quay clip hướng dẫn đó, tại vì ai cũng vậy, ta phải tập để làm sao cho cái thanh đới của mình nó càng ngày nó càng giãn ra, nó nở ra, nó dày hơn. Với lại mình quen với việc cái sử dụng hơi thở đó, nói chung là cái gì cũng vậy, thanh nhạc là một bộ môn rồi, là thể thao giọng hát thể thao hơi thở, thì nó cũng phải là một cái quá trình mà chúng ta phải tập luyện để chúng ta thân rèn giọng, nhưng mà tránh làm sao để tổn thương nó quá nhiều và có được những cái kỹ thuật để khi mà mình hát á, thì mình hạn chế cái rủi ro và mình bảo quản cái giọng hát của mình xài được lâu hơn, ok hơn. Ok. Nè. Rồi, bài này mình sẽ hát tình cảm nha. Đầu tiên là với kỹ thuật thì cố gắng làm sao kéo hát vô lên, chứ đừng có hát chết vô nhiều quá. Rồi.
Ngày hôm nay cô ấy, ok nha. Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để bên anh lúc này, bên anh lúc này. Ha, cái chữ này âm y rồi đó. Này, đó âm y là một âm nó đóng cũng khá khó đó, đối với giọng tenor nha. Đó, đó nhưng mà này, nó là nốt là đó, nốt là đối với tenor như mình là hơi khó rồi đó. Nhưng mà không khó nếu mà hát được chết voi này. Mà nếu opera muốn là cho nó to lên thì này ghê lắm, ai hát theo kiểu đó. Lúc này no, lúc này đúng không, hát nhạc trẻ nhạc nhẹ mà sử dụng khoảng vang là chính, khoảng vang là ngực là chết voi đấy ha. Đoạn đầu nó chỉ khó ở cái chỗ là xuống thấp thôi, mà xuống thấp bài này baritone là ok, không có khó gì hết nha. La xì không có thò khó gì hết, đối với tenor thì hơi quản ngại chút xíu thôi. Nhưng mà đoạn sau bài này cao, bài này lên tới son thăng thì đoạn sau nếu mà son thăng thì baritone là đuổi kéo chết lên là tan nát đời cô lụ luôn. Ok, thì nếu mà baritone cố gắng tập hết voi, kết nối hết voi nha, kết nối hết voi vào chung với chết là miss đấy. Nhưng mà tập luyện hết voi nhiều để những cái nốt cao nó hiệu quả hơn, tập luyện luôn mid voi để cho nó xuyên suốt, nó đi nó liền mạch cái âm thanh của mình ha. Rồi hát tenor cũng phải tập hết voi cái này, chứ không thể nào mà cứ kéo giọng ngực lên thì cỡ nào nó cũng tan nát hết. Ok, thì phải tập thêm phần hết voi giọng đầu nữa nha các bạn. Rồi tiếp tục luôn nha. Cô ấy hay buồn lúc cô ấy và, nhưng mà hét voi đấy, hét voi làm việc rồi đấy nha. Vào ông cô ấy thật lâu đúng không, và tiếp tục nha. Người giữ âm thanh trên ốc luôn, người mít à, người ấy vì thương, kéo người ấy vì thương tôi chờ đợi tôi cũng rồi, mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngừng đợi. Các bạn thấy ơi, âm hát voi đấy, giọng ốc đi, bạn tập giọng ốc đi. Người ấy vì thương tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi, mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngừng đợi. Thanh Hưng hát bài này được là giọng hát vôi của Thanh Hưng rất là tốt, giọng ốc á, có Thanh Hưng mở được cái khoảng vang bên trong là nên âm thanh á của Thanh Hưng lên giọng ốc và rất là dày dặn luôn. Nên các bạn muốn tập bài này thì các bạn phải tập hát vôi, mid vôi cũng sơ, bài này mid vôi không có căng, mid vôi rất đơn giản thôi, nhưng mà hát vôi là phải có để mở được cái khoảng vang. Còn nếu mà mid voice thì nó làm những bài cao thiệt là cao thì mới đòi hỏi mid voice làm việc kinh khủng khiếp. Còn bài này thì không có cần phải gồng gì cả, mở được hết voice các bạn sẽ thấy mình hát rất thoải mái. Ok. Ngày đây, kéo nè. Ngày ơi mid à, ngày ấy gần bên tôi một giây thôi cũng không rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên cái xa thôi. Người lên óc luôn nha. Người hãy dâng thay tôi, gọi cô ấy thức giấc và chờ cô ấy trước ngôi nhà, đưa cô ấy là cả. Xong
người yêu của tôi ơi hãy từ hãy từ ốc sang mít nè hãy đó, tại âm y là âm đóng nên bắt buộc nó chuyển sang mít thôi để là ổn định cái âm thanh của mình, nó không bị chệch choạng loạn choạng. Người hãy dâng thay tôi lòng người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh, hãy tha thứ cho anh đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống. Đó rất là dễ ha. Rồi đó thì cái đó là cách các bạn hát cái bài này. Không khó, bài này thật sự là không khó, nhưng mà thật sự là rất khó nếu như các bạn không biết hết voi. Không biết mid voi thì sơ sơ thôi, tại là những cái âm đóng thì tự động nó sẽ tạo ra mid voi thôi, nhưng mà làm được hết voi đi rồi tự động sẽ có mid voi, cái kỹ thuật mình chỉ đó. Ôi, người yêu của tôi ơi. Và bây giờ mình tập lại từ đầu nha, một lần nữa nha. Bây giờ tình cảm thì bài này cũng chỉ cần không cần để, tại vì nếu như các bạn tập được hết voi thì giọng của bạn cũng đã trở nên dày hơn rồi. Chết voi, hết voi đó, nó bự chà bá này. nó lên ốc đó. Rồi, ok. Không phải là tình cảm không cần, nhưng mà để hát được bài này đi trước đi. Rồi tình cảm là chỉ cần hát nhẹ lại để âm thanh giọng hát nức nở là nó tình cảm, nó đâu có gì đâu. Bài này cũng không có nhiều cái khó để mình xử lý ha, mình tập xử lý lại nha. Yo. Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để bên anh lúc này. Đó, khó cái chỗ đấm tháp ha. Biểu thương, chỉ cần một người để yêu thương lúc này, này, lúc này. Ha. Đối với giọng tenor là cái khó, cái nguy hiểm nhất là cái chỗ này, chứ không phải là cái chỗ nốt cao. Ha. Chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Đó, yêu thương lúc này. Đó, ok nha. Các bạn phải hát được chết voi nha. Tenor muốn hát được cái nốt này rõ ràng, yêu thương lúc này là hơi thở đưa vào, nó lên đây nè, nó đưa vào, nó nhấn xuống ngực này, nó vang xuống đó các bạn này. Đó, thấy chưa? Tenor ơi, để ý kỹ câu này nha. Baryton thì khỏi, baryton thì xuống phát ngọt, bass cũng vậy, ok. Còn nếu mà baryton với bass thì cố gắng là cho lên hết voi luôn, thẳng hết voi luôn nha. Ok, phải tập được hết voi. Ok, mình sẽ có những cái bài hướng dẫn về hết voi kỹ để cho các bạn sẽ thấy. Tập hết voi đi, hay lắm, lợi lắm. Ok, tiếp tục, vô. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Xì thì nó dễ hơn lạ. Nhà, đó cũng là chết voi nha. Nhà, nhưng mà mở luôn khoảng vang trên hết voi luôn để cho giọng nó dày lên. Nhà, đó các bạn thấy không, có hết voi vô nó sáng rồi. Nhà, đấy nó dày hơn nhiều, tần số nó rõ ràng lắm. Tiếp tục nào. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thính nghe những câu ca ngày xưa, đúng không? Câu đó là thính cả cô ấy à, hài dột cô ấy. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thính nghe những câu ca ngày xưa. Thính nghe những câu ca ngày xưa. Cho hơi thở nhiều chút xíu là giọng nó tình cảm hơn liền, không? Nức nở chút xíu. Nhưng lúc khi trời đông, nhớ vòng tay ấm nồng và ôm cô ấy thật lâu. Hết voi đấy. Và ôm cô ấy. Đấy, thấy chưa? Khúc này là không lên hết voi là giọng nó sẽ không thoải mái được, nó nặng lắm.
cô ấy thật lâu. Còn khi khi mà bạn hát như vậy, cô ấy thật lâu cũng được đi, nhưng mà nó sẽ tàn phá cổ họng của bạn theo thời gian và năm tháng. Mình là một người chuyên hát chết voi từ trước tới giờ, giọng cổ chứ mà chết voi nữa, làm gì hát được chết voi ngày xưa đó. Nhưng mà từ từ tập rồi nó lên được hát voi, rồi bắt đầu mình hiểu, mình nghiên cứu, mình phát triển nó, là nó sẽ tốt hơn nhiều. Và nên mình lên chia sẻ cho các bạn đó nha, tập hát voi nhiều hơn. Cái chỗ này là phải lên hát voi nè. Vào ôm cô ấy, rồi nha, vô nè. Vào ôm cô ấy thật lâu, cô ấy thật lâu, hát qua mít luôn á. Cô ấy, vào ôm cô ấy, vào ôm cô ấy. Phá thanh hơn. Vào ôm cô ấy thật lâu. Đó là kỹ thuật, chưa nói tới chuyện tình cảm ở đây. Vô. Người ấy vì thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi, mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngừng đợi. Đợi, đúng rồi. Ngày ấy gần bên một giây thôi cũng không rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới cách xa thôi. Thấy không, hết vời không? Nên mới cách xa thôi. Tiếp luôn. Người hãy dừng thay tôi, gọi cô ấy thức giấc và chờ cô ấy chứng ngôi nhà, đưa cô ấy là cả. Tắt màn hình rồi. Ôi. Rồi vô lại, đang hát tự nhiên màn hình nó tắt hết hồn, tưởng cúp điện. Ok, cúp điện là monitor cũng sẽ tắt. Ok, đèn cũng sẽ sụp. Ok, người yêu này nè, người yêu của tôi là hát vô nè. Người yêu, yêu là qua mít á. Người yêu, người yêu của tôi ơi, hãy tha thứ cho ai đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống. Đó, khi mà các bạn nhận những kỹ thuật rồi thì các bạn sẽ hát tình cảm hơn, nhẹ nhàng hơn và quyến rũ hơn. Ok, nhưng mà đầu tiên là phải có kỹ thuật cái đã. Cứ nặng tâm lý lắm, lên cao hát không được. Hay cái khúc này là cái đoạn mà đoạn giữa là cái đoạn vỡ giọng, cái đoạn mà dễ bị rồi. Nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình là sao cổ họng nó lên hát cao cái cổ họng nó bị giật xuống, nó bị rát. Đúng rồi, thứ nhất là hát quá cao, quá sức của mình nó cũng sẽ bị rát, giống như mình hồi nãy, đúng không? Rồi cái thứ hai đó, quá sức thì đương nhiên là bạn tập gym đi, bạn tập quá sức của mình thì cơ nó cũng sẽ mỏi, dấu hiệu cơ mỏi nó nhức, đau nhức. Thì đó mình phải bồi dưỡng, bồi bổ vô, uống mật ong chanh đào. Uống những thứ ăn, uống những thứ bồi dưỡng sức khỏe vô. Mình tập, mình hát, học tập hồi là mình đuối lắm, cực kỳ luôn, hết năng lượng. Và thế là giờ cứ giờ vô bàn tiệc quất. Ok, bồi bổ năng lượng lại, đúng không? Thì cỡ nào cũng vậy, hát nó cũng như tập gym thôi, cũng mệt muốn chết chứ không phải khỏe đâu, đúng không? Các bạn hát đó, các bạn biết 2-3 bài mà hát quá sức là coi như là cũng ngồi đó thở dốc rồi, giống như tập gym vậy thôi. Nó cũng phải đau nhức, nó cũng phải có một cái quá trình để phát triển ha các bạn. Không có gì đâu, bình thường. Nhưng mà phải tập đúng kỹ thuật, tập hết voi đi. Ok, hạn chế tập chết voi để bớt lại. Là giọng nói của ta thì các bạn, khi nào các bạn cần giọng các bạn dày hơn, khi mà các bạn đã hát được những nốt cao thoải mái rồi, thì sau đó chúng ta quay lại chúng ta tập chết voi để làm dày cái giọng của mình. Thì lúc đó cũng chưa có muộn. À, lúc đó cũng chưa có gì đâu phải muộn. Mình đừng có tập chest voice nhiều quá. Không biết các bạn xem video như thế nào trên mạng, chứ ai chỉ các bạn tập chest voice nhiều gì. Vô tập head voice trước. Tập giọng ốc trước đi, để hát thoải mái trước đi. Sau đó rồi muốn giọng dày hơn, dày hơn kéo chest voice xuống. Người ấy vì thương tôi. Là được rồi, rồi kết hợp hai cái đó lại, cái ra mix, đúng không? Kết hợp hai cái đó một cách cân bằng nữa thì gọi là mix cân bằng, gọi là balance mix. Đi thôi, dễ.
không khó đâu, tập phương thức vài năm mà. Nếu biết cách thì vài năm, không biết cách thì vài chục năm. Ok, đăng ký kênh mình đi để biết cách, tại vì có mình hướng dẫn mà, mình làm được, mình hướng dẫn cho các bạn, cho các bạn đi cho nhanh, đúng không? Để rồi các bạn còn hát hay hơn, để rồi các bạn còn thể làm được những việc lớn lao hơn trong cuộc sống của mình. Đôi khi có những bạn thích, mong muốn trở thành ca sĩ và có cơ hội để trở thành những ngôi sao âm nhạc trong tương lai, thì lúc đó mình rất hy vọng là những cái đóng góp của mình sẽ đến được những bạn như vậy. Ok, nói nhiều quá, vô lại nè, bây giờ hát tình cảm nè. Ok, trước khi chia tay. Vô. Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Yêu thương lúc này. Mặt mỏi với câu này ha. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đêm nhẫn trong nhà. Dành thời gian cho em nhiều hơn cũng chẳng hết rồi kết hợp còn em. Ok rồi, pha ngồi. Ok, chúc bạn thành công nha. Hát voi, hát tập thêm hát voi nữa để hát bài này hiệu quả hơn. Hạn chế tập chết voi nhiều quá nha, banh cổ họng rồi lúc đó quay lại nó là đổ thừa ông Phong dạy là không có chuyện đó nha. Video này tôi nói rõ ràng rồi đó, nói rất là rõ ràng, không có chuyện mà nói là ông Phong dạy chết voi nha. Ông nào đó với ông Phong nha, ông Phong tiêu tập hát voi trước đi, sau đó ổn định được cái nốt cao, giọng hát của mình nó nhẹ hơn, nó bay bổng, nó tình cũng hơn rồi. Sau đó mình cần dày giọng hơn, mình cần cái gì đó mình kéo cái chết voi vô, ok, sau đó cũng được. Bởi vì chúng ta luôn 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 là có chết voi trong người, giọng nói chúng ta hàng ngày. Còn có những cái trường hợp đặc biệt là cái giọng như Tùng Sơn á, cái giọng mà không có cái chết voi, chỉ có cái hét trong đó luôn á, thì cái giọng đó là bắt buộc là mình phải tập chết voi vô để mình kéo cái giọng lên ha. Ok nha, đó thì đó là những cái trường hợp ngoại lệ, mình không có nói là bắt buộc toàn bộ full tất cả mọi thứ là nó đều phải theo như cái mình nói, nhưng mà trường hợp ngoại lệ đó thì câu chuyện đó là nói khác rồi. Nhưng mà cái chung chung nhất là giọng chúng ta ai cũng có chết voi rồi, đa phần các bạn hát cổ, các bạn bóp cổ đó phần lớn là các bạn đã có chết voi rồi đấy, chứ không phải em có đâu. Nhưng mà tập loại cái kỹ thuật hát cổ ra bằng kỹ thuật hát hát voi. Ok, chúc bạn sẽ thành công và hát hay hơn. Nếu các bạn thấy thích, thấy vui vẻ thì hãy đăng ký kênh của mình, hãy tham gia YouTube và quay video up lên group, tham gia vô ngồi đó chém gió vân vân, mình cũng sẽ vô chấm xem các video hoạt động như thế nào. Và mình cũng thường xuyên tổ chức những cái buổi offline, upliết gì đó. Mình sẽ làm những cái hoạt động thật là vui vẻ để đóng góp cho cái âm nhạc nước nhà. Và âm nhạc mình đam mê, vậy thôi, đơn giản, mình thích thì mình lờm thôi. Ok, mọi người cùng nhau hợp tác, cùng phát triển, cùng hát hay hơn nha. Rồi, ai muốn học thanh nhạc online, trực tuyến, học chuyên sâu để trở thành ca sĩ, hoặc là để đạt được cái đam mê của mình, hay là lưu giữ những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm ca hát của mình dành tặng cho những người yêu thương, thì đăng ký link bên dưới luôn. Bên mình cũng sẽ có dạy thanh nhạc online, offline và các dịch vụ khác để hỗ trợ cho mọi người
thể hiện cái ước mơ, cái đam mê của mình. Mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.